Dung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 233 năm ngày mất đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế. Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tấm gương tiêu biểu của người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, đồng thời cùng ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đại danh y. Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, là một đại danh y, nhà văn lớn, nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc ta. Hải thượng Lãn Ông đã để lại cho thế hệ sau kho di sản đồ sộ và quý giá về y học, văn học, lịch sử, triết học như bộ Hải thượng Y tông Tâm lĩnh, bộ Thượng kinh Ký sự. Đã thành thông lệ, rằm tháng riêng hàng năm, ngày mất của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhân dân trong và ngoài địa bàn tỉnh cùng những người công tác trong ngành y tế lại tề tựu về dự lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao to lớn của vị đại danh y, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của nhân dân ta. Với những đóng góp to lớn của ông với nền y học của nhân loại, mới đây Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025. Đây là một sự ghi nhận to lớn đối với những công lao đóng góp cống hiến của ông cho nền y học, văn học, văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như trên thế giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024. Để đạt được các mục tiêu cụ thể như nằm trong nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt, cải thiện điểm số, nâng dần vị trí xếp hạng VCI thu hút đầu tư, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư, nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa và triển khai hiệu quả cổng thông tin một cửa quốc gia. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai các thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thời điểm này các địa phương đã hoàn tất các điều kiện cần thiết, đồng thời tổ chức thăm hỏi, giao lưu động viên các thanh niên và tạo không khí cho ngày hội tòng quân. Còn với các thanh niên đều đã vững tâm sẵn sàng chờ ngày lên đường. Năm 2024, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ, trong đó có 256 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Năm nay do làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, nắm nguồn từ sớm, chủ động trong việc gọi đôn đốc các thanh niên trong độ tuổi, đồng thời kiên quyết xử lý xử phạt với những trường hợp vi phạm công tác tuyển quân, nên 100% các địa phương đều cam kết đủ chỉ tiêu giao quân. Hôm nay, các địa phương sẽ tiến hành triển khai trang trí khánh tiết, địa điểm tổ chức giao nhận quân với quyết tâm đảm bảo diễn ra an toàn vui vẻ, đúng là ngày hội tòng quân. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là chùm tin giá cả một số mặt hàng ngày hôm nay 24 tháng 2. Mâm cỗ chay cúng rằm tháng riêng đang được người tiêu dùng quan tâm. Trên mạng xã hội, các dịch vụ làm cỗ chay thịnh soạn được nhiều người lựa chọn. Mâm cỗ chay cũng đa dạng các món từ rau củ luộc, nem chay, xôi, miến xào, món cuốn, canh rau củ. Giá của một mâm cỗ dao động từ 400.000 đến 700.000 đồng một mâm tùy theo nhu cầu của người đặt. Ngày hôm nay, giá cà phê trong nước quay đầu giảm sâu sau nhiều phiên tăng liên tục, mức giảm khoảng từ 1.000 đến 1.200 đồng một kg. Mặc dù vậy, giá cà phê trong nước vẫn đứng ở mức cao là 82.300 đồng một kg tại các tỉnh Tây Nguyên và giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 82.600 đồng một kg. Cũng trên đà giảm mạnh, giá lúa hôm nay tụt 1.200 đồng một kg. Tại An Giang, bình quân giá lúa tươi được các thương lái mua tại ruộng dao động quanh mốc từ 7.100 đến 8.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, lúa thơm OM18 giá quanh mức 7.500 đồng đến 7.600 đồng một kg.
tại Sóc Trăng là từ 7.200 đồng đến 7.300 đồng một kg. Trong phiên biển đầu năm mới, nhiều tàu cá của ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã trúng đậm cá ngừ đại dương. Chủ tàu lẫn thuyền viên đều rất phấn khởi vì lộc biển đã mang lại cho họ nguồn thu đáng kể. Những ngày này, tại cảng cá Tam Quan luôn tấp nập tàu cá ra vào bán hải sản. Trong đó, nhiều tàu trung lớn với sản lượng đánh bắt lên tới hơn 3 tấn trên phiên biển. Tuy giá mua thấp hơn năm ngoái, chỉ ở mức 92.000 đồng một kg loại 1, nhưng ngư dân đều rất vui vì có nguồn thu nhập ổn định. Toàn thị xã Hoài Nhơn hiện có hơn 2.300 tàu cá, trong đó có 2.100 tàu cá hoạt động vùng khơi. Thống kê từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt hơn 1.700 tấn, tăng 358 tấn so với cùng kỳ. Sáng nay ngày 24 tháng 2, tàu SAR-247 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa một ngư dân bị suy hô hấp nặng có nguy cơ tử vong trên vùng biển Hoàng Sa về đất liền, tiếp tục điều trị. Trước đó, trước ngày 23 tháng 2, nhận được thông tin tàu QNG-92607TS khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có một ngư dân lâm phải các triệu chứng khó thở, sùi bọt mép, tiên lượng có nguy cơ tử vong cao. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR-274 khẩn trương ra khơi làm nhiệm vụ cứu nạn. Cùng đi theo tàu có ekip bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. Sau khi tiếp cận được tàu QNG-92607TS và triển khai công tác cấp cứu tại chỗ, ổn định tình trạng, lực lượng cứu nạn hàng hải đã chuyển bệnh nhân lên tàu SAR-274 để chăm sóc y tế tích cực. Đến sáng nay, 24 tháng 2, nạn nhân đã được đưa về Đà Nẵng, chuyển viện địa phương tiếp tục điều trị. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, bao gồm cho phép tất cả các bệnh viện thực hiện đầy đủ các dịch vụ y tế từ xa nhằm ứng phó với tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế công do các bác sĩ tập sự nghỉ việc tập thể. Chính phủ Hàn Quốc đã ra cảnh báo về khủng hoảng y tế ở mức cao nhất, cho phép sử dụng các nguồn lực sẵn có, huy động tất cả các bộ ngành liên quan để đối phó với tình huống xấu nhất. Chính phủ cũng hỗ trợ tài chính của các bệnh viện thuê thêm nhân viên tạm thời nhằm đảm bảo hoạt động. Chính quyền thủ đô Seoul và một số địa phương đã thành lập đội quản lý an toàn thảm họa để ứng phó với tình trạng căng thẳng y tế hiện nay. Các bệnh viện tại nước này cũng đang khẩn trương ban hành hướng dẫn tạm thời về quy trình điều trị và vai trò của nhân viên y tế để bù đắp khoảng trống của các bác sĩ đang nghỉ việc. Các bệnh viện công tại Seoul cũng kéo dài thời gian làm việc để giảm tình trạng quá tải. Tính đến ngày 23 tháng 2, gần 80%, tức khoảng 8.900 bác sĩ trong tổng số 13.000 bác sĩ tập sự tại 95 bệnh viện trên khắp Hàn Quốc đã nộp đơn thôi việc. Phần lớn bác sĩ trong số này không đến nơi làm việc nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành y của chính phủ. Giá khí đốt tại châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua, trong bối cảnh thời tiết mùa đông không quá lạnh và mức dự trữ khí đốt của châu Âu đang được giữ ổn định ở ngưỡng cao. Cụ thể, sáng 23 tháng 2, giá khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan, giá tiêu chuẩn của thị trường khí đốt châu Âu, giảm 3,2%, xuống mức 22,45 euro mỗi MWh. Trong phiên, có thời điểm giá nhúng xuống vùng 22,31 euro mỗi MWh, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Mùa đông vừa qua ở châu Âu không quá lạnh và việc dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu đang ở mức cao, tương đương gần 65% công suất lưu trữ, có lẽ là nguyên nhân kìm chân giá khí đốt. Theo tính toán, Pháp và Đức vừa trải qua mùa đông ấm thứ 3 và thứ 4 trong vòng 34 năm qua, khiến nhu cầu sưởi ấm giảm khá nhiều. Ngoài ra, việc giá khí đốt tăng mạnh trong 2 năm qua buộc nhiều chính phủ phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, cũng làm giảm áp lực giá lên mặt hàng khí đốt. Cứ tới gần ngày rằm tháng giêng, trên nhiều con phố ở Trung Quốc, người dân lại trang hoàng bằng những chiếc đèn nhiều hình thù với màu sắc rực rỡ để đón lễ hội đèn lồng. Với lịch sử hơn 2.000 năm, lễ hội đèn lồng được tổ chức vào ngày 15 tháng giêng âm lịch Trung Quốc, rơi vào thứ Bảy năm nay, đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vào ngày này, các gia đình và người thân cùng nhau đón trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch, chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng đẹp mắt, thưởng thức các buổi biểu diễn truyền thống và tham gia các lễ hội khác nhau. Nhiều gia đình ở Trung Quốc cũng đã chuẩn bị làm bánh bao ngọt, loại bánh truyền thống của dịp lễ hàng năm. Người Trung Quốc quan niệm rằng, ngày rằm đầu tiên của năm mới là lúc mặt trăng to và sáng nhất. Dịp này cũng là lúc để tổ chức các hoạt động vui chơi và thả đèn lồng,
Trước đây người Trung Quốc thường dán các câu đố vào đèn lồng để cùng chơi trò chơi giải đố. Còn trẻ em sẽ được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng có hình các con giống ngộ nghĩnh. Ngoài các hoạt động như treo đèn lồng và ăn bánh bao ngọt, nhiều thành phố tại Trung Quốc còn tổ chức các hoạt động ca múa nhạc, biểu diễn hay là múa lân nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.